Jujutsu Kaisen, bộ anime về thầy cúng đi trừ tà đình đám với 60 triệu bản được bán và có hàng triệu lượt thích, được chiếu ở 71 quốc gia, đã thế còn có cả movie chiếu rạp chú thuật hồi chiến. Với những tình tiết hấp dẫn, một vũ trụ rộng lớn phong phú như vậy sẽ có vô số điều bí ẩn. Bạn có biết Itadori vốn không phải là nhân vật chính hay không? Jujutsu Kaisen bắt nguồn kinh dị như thế nào? Đó chỉ là một trong những điều mà mình sẽ kể đến trong video này. Hôm nay mời anh em cùng Bi Thầy Cúng tìm hiểu 5 điều mà bạn chưa biết về Jujutsu Kaisen nhé. Trước khi bắt đầu video là chương trình quảng cáo, sau nhiều comment của anh em thì cái shop mình đã mở dịch vụ in ảnh và in khung ảnh anime theo yêu cầu với nhiều loại giấy và cán mang bảo vệ, mà giá thì vẫn không thay đổi, vẫn áp dụng ưu đãi mua 5 tặng 1 cho 50 bạn đầu tiên. Anh em khi đặt hàng như inbox shop gửi ảnh nhé, gì cái gì cũng in. Link sản phẩm tôi để ngay dưới phần mô tả video. Sự thật đầu tiên, Jujutsu Kaisen tí nữa thì không tồn tại. Nếu trong anime, Itadori có thể đăng xuất ra và đăng nhập nhà tác giả thì bây giờ quy mô đã lớn hơn. Cả bộ anime này tí nữa thì như người yêu của bạn, không tồn tại. Vì sao lại như thế nhỉ? Để giải thích cho điều này thì ta cần phải đào lại quá khứ của tác giả một tí. Akutami vào năm 2017 với 25 nổi bánh chưng, thích đến các hội nướng vì hướng nội. Vào một ngày đẹp trời, Akutami cho ra đời bộ truyện ngắn Trường Trừ Tà Tokyo với avatar là Gocho cùng nhan đề Giga. Đúng như cái tên, nội dung manga này xoay quanh việc các thầy cúng đi trừ tà. Và anh em đoán xem, main là ai nào? Chính xác luôn, đó chính là Itadori Yuta. Cứ tưởng tác giả chỉ viết cho vui thôi, à mà thật ra vui thật khi mà nó lên được hẳn Shonen Jump, nơi làm tên tuổi các bộ nổi tiếng như One Piece hay Bleach. Từ ấy, tên tuổi bộ manga lên cao khiến Akutami bất ngờ nhẹ. Sau quả này, tác giả đã quyết định sẽ cập nhật thêm cho bộ truyện phong phú hơn. Nhưng thay vì viết tiếp cốt truyện thì lão này lại reset luôn mọi thứ và làm lại từ đầu, thay nhân vật như thầy áo. Tác giả đã chỉnh nhẹ cái vai main của Yuta sang Itadori, thay nhẹ luôn cái tên truyện, từ đó Jujutsu Kaisen ra đời. Ủa mà sao tác giả lại đổi nhân vật chính nhỉ? Theo tớ nghĩ, tác giả làm thế vì không muốn nhân vật chính của mình tiêu cực quá cũng như là quá OB trong giai đoạn đầu, chứ không phải để tránh nhái Naruto đâu anh em nhá. Tuy nhiên, ông vẫn giữ một nét tương đồng giữa Yuta và Yuchi. Cả hai đều xấu con quái vật bên trong, đều muốn bảo vệ đồng đội và người quan trọng với họ. Nhưng tưởng lần thay đổi nhân vật chính này sẽ đi thẳng vào lòng đất thì không ngờ bộ truyện lại thành công hơn bao giờ hết. Vào năm 2018, khi mà cùng một giai đoạn nhưng Jujutsu Kaisen lại bán được 3 triệu bản, gấp 3 lần Demon Slayer. Thậm chí còn khủng hơn cả Black Clover hay tiến sĩ Dr. Stone. Chưa hết, thêm một tức đi xuất sắc từ Akutami khi chuyển Trường Trừ Tà Tokyo thành movie Jujutsu Kaisen Zero, vừa hoàn thành nốt tác phẩm đầu tay và cộng thêm một phần tiền nhỏ cho mình, cụ thể là 166 triệu đô. Tóm cái vai lại, tớ không biết liệu nhân vật chính vẫn là Yuta như là cái bộ truyện ban đầu thì mọi thứ sẽ thế nào anh em nhỉ? Doanh thu và những cái tác phẩm bán ra nó còn khủng khiếp như bây giờ hay không? Sự thật tiếp theo, Jujutsu Kaisen lấy cảm hứng từ một câu chuyện của người Nhật. Vào năm 2005, một nhóm công nhân ở một công sở tại Nhật Bản đăng bài về việc anh đã vô tình tìm thấy một chiếc hòm gỗ bị niêm phong và dài 2m. Trên hòm gỗ đấy có cả chữ khắc và một trong số họ có thể đọc được dòng chữ Ryomen Sukuna. Nhưng may mắn, họ không ngu như nhân vật trong phim kinh dị. Thế nên thay vì tự mở, các anh công nhân đã mời một vị linh mục địa đến và nhờ ông xem xét chiếc hòm. Mà mấy lão này tính ra cũng mê tín phết nhờ, thay vì gọi lực lượng chức năng, gọi luôn nhà sư cho nó nóng. Họ thống nhất với nhau là sẽ không ai chạm vào chiếc hòm cho đến khi vị linh mục đến nơi. Trong phút chốc thì bọn họ đã biến thành người châu Phi vì quá đen cho mấy anh khi chiếc hòm bằng một cách thần kỳ nào đó đã tự mở ra. Khi mà chứng kiến thứ nằm bên trong thì 3 trong số người công nhân đó đã đứng hình mất 5 giây vì nhìn thấy thứ kinh hoàng. Trong chiếc hòm có một cái xác ướp với 2 đầu, 4 tay và 4 chân. Lúc vị linh mục đến nơi thì tất nhiên nó đã quá muộn. Drama ngày càng căng hơn khi sau 3 ngày thì hai ông đã phải đi nghĩa vụ ở thiên đàng. Ông viết xong cái bài này up lên mạng cũng bị triệu tập vào biên hòa xong đi theo bầu bạn cùng hai ông kia. Còn một ông nhẹ hơn thì bị viêm phổi, cơ mày theo tớ thì thanh niên này không sớm thì muộn cũng isekai là vừa chứ chịu sao nổi nhiệt. Thực ra đây chỉ là một cái creepy pasta chứ không phải thật đâu anh em nhé. Bằng chứng cho thấy tác giả đã lấy ý tưởng từ xác ướp này để thêu dệt nên Sukuna là việc Akutami đã lấy hình ảnh xác ướp làm avatar trong chapter đầu bộ truyện. Dựa vào câu chuyện này mà Akutami đã bánh vẽ nên một hình tượng Sukuna man rợ như trong phim mà chúng ta thấy đây anh em ạ. Bá đạo nhỉ. Sự thật tiếp theo, một số skill trong Jujutsu Kaisen có liên quan đến thần thoại.
Một bộ anime về chủ đề tâm linh thì các nghi thức là không thể thiếu. Không chỉ tham khảo ý tưởng từ Creepypasta, tác giả cũng đã tham khảo thêm rất nhiều các tục lệ và nghi lễ ở ngoài đời. Nói về thầy cúng chư tà thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những nghi thức. Trong dân gian Nhật Bản có một nghi thức tên là Wara Ninjo. Nghi thức này tạo ra một con hình nhân với tóc hay da, móng tay của người bị nguyền. Hình nhân bị đóng đinh ở đâu thì người bị nguyền sẽ đau ở đấy. Anh em nghe thấy quen không? Còn ai ở đây nữa ngoài Nobara, cô gái sử dụng hình nộm và một cái đầu búa để chiến đấu. Skill của Megumi cũng được lấy cảm hứng từ các biểu tượng tôn giáo với skill đánh không lại gọi để giúp. Trong lần solo và tâm sự mỏng với Sukuna, hắn đã tiết lộ trong Megumi có một kho báu. Tớ đoán rằng thứ kho báu hắn nhắc đến ở một khu bảo tồn Inosokami ở Nhật Bản. Có một số biểu tượng thuộc vật này liên quan đến skill của Megumi, như lần cậu gọi voi và cóc có sấu các chi tiết từ các vật cổ. Chúng ta đã được chứng kiến Megumi triệu hồi Makura, một tên quỷ trong 12 thiên tướng Phật giáo và Kyobi. Ở trên lưng của con quỷ này ta có thể thấy có quả bánh xe gọi là Luân Xa Phật Pháp, Rama Chakra, tôi không biết đọc có đúng hay không, với 8 tia sáng trong những biểu tượng Phật giáo. Và cái mỗi tia này nó sẽ đại diện cho một con đường tu đạo của Phật tử. Tác giả Chirutsu Kensen đã thể hiện cho người xem rõ ý tưởng này ở chapter 70. Anh em có thể thấy poster chap này là hình ảnh Geto mặc quả cà sa cùng 8 tia sáng và đang độ cho một con quỷ. Sự thật kế cuối, Chujutsu Kaisen được truyền cảm hứng từ bộ anime nào? Nhắc đến Chujutsu Kaisen thì anh em nghĩ đến bộ gì nó tương tự như bộ này? Phần này thì chắc anh em nào cũng đoán được ngay từ những tập đầu tiên của bộ anime. Nhìn hai cái ảnh này đi, nó có khác nhau chỗ nào đâu đúng không? Từ những năm 90, tuổi thơ của tác giả Kutami đã gắn liền với anime. Tác giả đã lấy ý tưởng tư thế từ Bleach, một chút hài hước từ Naruto và nhân vật chính mồ côi cũng như Naruto. Naruto có gì, Chujutsu Kaisen có đó. Nano có cổ vĩ, Yuji cũng có Sukuna. Nhiều bạn bảo nó giống hàng rep 1-1 với Naruto, tuy nhiên cá nhân tớ thì vẫn thấy Chujutsu Kaisen có rất là nhiều điểm đặc biệt riêng. Như Nobara thì là một cô gái nữ cường mạnh mẽ, Nano tính cách hơi chôn, còn Itadori lại có phần nghiêm túc hơn và còn rất nhiều đặc điểm độc lạ khác riêng của Chujutsu Kaisen. Nhưng Akutami không chỉ lấy ý tưởng từ mỗi Naruto mà còn rất là nhiều bộ. Thế nên theo mình, bộ anime truyền cảm hứng cho tác giả nhiều nhất có lẽ là Hunter x Hunter. Tác giả đã xây dựng những kẻ phản diện trong bộ anime cũng có nét tương đồng như Hisoka, Merim, Sukuna với vũ trụ Yuyu Hakusho. Hunter x Hunter đã truyền cảm hứng rất nhiều cho Akutami, các ý niệm về thiện ác, sự mơ hồ về đôi khi chúng ta có lòng trắc ẩn với những nhân vật phản diện. Một số bộ anime khác mà tác giả cũng đã công khai cho người xem biết là mình tham khảo ý tưởng như lần Gojo dạy cho Itadori, lúc ông thầy khoe mấy cái đĩa DVD, trong đó có một đĩa của bộ Yu-Gi-Oh! Hay trong manga, ảnh bìa được lấy ý tưởng từ ký sinh trùng. Thêm nữa, ở chapter 195, ta thấy một ông già đi tìm thanh kiếm của mình. Khi mà tớ thấy chuyển động đầu tiên từ thanh kiếm này trong chap thì tớ nghĩ ngay đến Kimetsu no Yaiba. Ngoài lề một tí, cái tên Itadori cũng đến từ một cây thuốc nổi tiếng ở Nhật, như muốn nói cậu là một anh hùng muốn giúp mọi người. Ngoài ra thì còn rất nhiều những chi tiết khác mà tác giả đã được truyền cảm hứng từ rất là nhiều bộ anime nổi tiếng. Và cuối cùng, tại sao Chujutsu Kaisen lại thành công? Có vô số bộ anime cũng được truyền cảm hứng về tâm linh, nhưng tại sao Chujutsu Kaisen lại thành công hơn tất cả? Về phần này chắc chắn không chỉ dựa vào nhân phẩm may mắn, mà Akutami làm được những điều mà các bộ anime khác chưa có. Đối tượng khán giả mà chuyện hướng đến là những người trẻ tuổi. Về ý tưởng, Chujutsu Kaisen đã làm rất tốt việc thu hút người xem. Tác giả hiểu và xây dựng Chujutsu Kaisen theo hướng cổ điển, chủ đề tình bạn, các anh hùng trẻ đi trừ tà cũng như năng lực huyền bí. Akutami đã có một ý tưởng khá độc lạ là làm về mấy ông thầy cúng đi trừ tà. Điều này mà so với các manga tâm linh khác thì độc lạ và thú vị hơn nhiều. Kể cả đến những cách xây dựng nhân vật cũng vậy. Tác giả hiểu giới trẻ, Gen Z thích gì, tạo ra một thanh niên Itadori phải đối mặt với những nguyên hồn khi còn non. Và cái điểm mà hay nhất mà đặc biệt nhất mà theo tôi nghĩ đó là tác giả đã đầu tư và vẽ rất là đẹp của cái manga theo một cái cách vô cùng riêng, cho người đọc cảm thấy nó không bị rối mắt như các bộ anime như One Piece. Nhiều bạn trẻ bây giờ đọc One Piece rất là dễ rối mắt bởi vì nó quá là nhiều chữ và thông tin, hình ảnh thì rất ít. Còn Chujutsu Kaisen thì cái nét vẽ nó nghệ hơn, nó đẹp hơn, cho nên là nhiều bạn trẻ cảm thấy rất là thích. Tớ không có đánh giá là One Piece thua Chujutsu Kaisen hay gì đâu nha. Tức là tớ đang muốn nói là cái nét vẽ nó dễ tiếp cận với độc giả hơn á. Và cái phần khá là đỉnh nữa đó là phần background. Ta có thể thấy rõ điều này khi ông thầy Gojo test skill triển khai lãnh địa với nguyên hồn Chogo. Một vùng không gian rộng lớn của vũ trụ hùng vĩ được mở ra. Đồng thời lúc này anh em cũng chứng kiến lần đầu ông thầy sầu mắt.
Với sự ấn tượng đấy thì Jujutsu Kaisen càng thêm được nhiều sự quan tâm từ giới trẻ. Cốt truyện của cái bộ này nó cũng rất là khó đoán và lôi cuốn. Những điều trong anime làm ta không biết là phe nào đang đúng, chỉ định hình qua chính suy nghĩ của mỗi người. Nhưng tôi nghĩ cái mà làm cho bộ anime này độc đáo là việc mục tiêu và cái kết cuối cùng của nhân vật chính. Naruto có bao ngày tháng cực khổ với nhiều sự chỉ trích, cuối cùng đã hoàn thành ước mơ là trở thành Hokage trưởng làng. Izuku trong My Hero Academia từ một cậu bé vô năng sớm vươn lên anh hùng số 1. Hay thằng Luffy cuối cùng cũng trở thành vua hải tặc và tìm được One Piece. Về phần Jujutsu Kaisen thì nó hơi khác một tí nhá. Chúng ta không biết ở cuối bộ truyện Itadori sẽ trở thành ai, hay theo lời Gojo, sau khi nuốt 20 ngón tay cậu sẽ bị ông thầy cho xuống suối vàng. Tương lai Itadori rồi sẽ đi về đâu? Điều duy nhất chúng ta biết, thế giới đã hy sinh một thiếu niên để giải quyết mối hiểm họa tiềm tàng. Từ tất cả điều kể trên, nó khiến Jujutsu Kaisen mở rộng công khai hướng đến sự thành công, và thật sự nó đã đạt được điều đó. Và trên đây là 5 điều bạn chưa biết về Jujutsu Kaisen. Anh em thấy thế nào về những điều này? Như mọi khi thì mình rất vui khi được ngồi đến những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Tôi là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!